Nhắc đến lực lượng kiểm lâm, mọi người thường nghĩ ngay đến cánh mày râu. Bởi nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ, trồng và chăm sóc cây rừng của cán bộ kiểm lâm luôn đối diện với gian lao, cực khổ, kể cả hiểm nguy. Tuy nhiên, trong ngành kiểm lâm vẫn có những chị em phụ nữ làm nhiệm vụ. Do đặc thù công việc mà ít khi các chị phải trực tiếp xuống hiện trường. Nhưng ở chi cục kiểm lâm Hà Nội vẫn có những bóng hồng có đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ rừng. Với đặc thù công việc phụ trách bảo vệ phát triển rừng ở các địa bàn đồi núi hiểm trở khá vất vả, nên trong suy nghĩ của nhiều người, cán bộ kiểm lâm trên địa bàn chỉ toàn nam. Nhưng trên thực tế, trên địa bàn Hà Nội vẫn có những nữ kiểm lâm, và điều đáng nói là họ còn được biết đến là tấm gương sáng trong ngành. Riêng đối với kiểm lâm nữ mà bố trí làm kiểm lâm địa bàn thì chi cục cũng đã cân nhắc chỉ đạo các hạt kiểm lâm bố trí những cái địa bàn, những cái xã mà nó thuận lợi hơn để tạo điều kiện cho chị em đi lại, nó cũng không vất vả. Công tác chỉ đạo điều hành và theo dõi thì chúng tôi thấy rằng chị em cũng đã cố gắng và khắc phục khó khăn để thực hiện hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Các đồng chí kiểm lâm nữ địa bàn cũng thấy rằng cái việc mà chi cục phân công để thực hiện cái nhiệm vụ kiểm lâm địa bàn cũng thấy rằng là với vai trò vị trí chức năng nhiệm vụ của công chức thì cũng rất vui vẻ nhận nhiệm vụ và cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thì các đồng chí cũng đã phát huy được và cũng đã thực hiện rất tốt, nâng cao cái trách nhiệm mà của cán bộ công chức kiểm lâm. Thế mạnh của công chức kiểm lâm nữ thì thứ nhất ý, là cần cù, chịu khó và cũng ham học hỏi. Và khi mà tiếp cận với các cái vụ việc, đặc biệt là chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư thì cũng rất thuận lợi. Bởi vì thứ nhất ý, thì dù sao các cán bộ công chức là nữ, cái cách đặt vấn đề nó cũng nhẹ nhàng hơn nam giới và cái giải quyết vấn đề nó cũng mềm dẻo hơn nam giới và đặc biệt là có tính cần cù chịu khó. Lựa chọn công việc vất vả như vậy, hẳn các kiểm lâm viên nữ cũng sẽ có những khó khăn trong việc sắp xếp giữa công việc và gia đình. Chị Nguyễn Thị Hồng Diệp là kiểm lâm viên hạt kiểm lâm số 8. Tuy gắn bó với ngành kiểm lâm chưa lâu nhưng luôn được ban lãnh đạo chi cục và ban lãnh đạo hạt đánh giá cao về năng lực cũng như về nhiệt huyết trong công việc. Khi được nhận nhiệm vụ về làm công tác tại lực lượng kiểm lâm ấy, thì bản thân mình đã xác định mình là một chiến sĩ giữ gìn màu xanh cho thủ đô nói riêng và cả nước nói chung, hoạt động trong một cái lĩnh vực khá là đặc thù. Vì vậy mà giữa công việc và gia đình thì bản thân nhận thấy rằng có một chút vất vả hơn chị em hoạt động ở những lĩnh vực khác. Tuy nhiên thì được sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị cũng như là của các đồng nghiệp nam thì bản thân mình luôn cân bằng được giữa công việc và gia đình, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng. Đấy, hôm đó vào khoảng 14 giờ, đơn vị nhận được tin báo có cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Khu vực cháy thì lại gần khu dân cư, mà thảm thực bì lại dày. Đấy, với cái quyết tâm là không để đám cháy lan rộng, hạn chế thấp nhất cái thiệt hại, tôi cùng với lại các đồng nghiệp và các đồng chí thuộc lực lượng dân quân tự vệ, người dân địa phương dốc sức để khống chế đám cháy. Đấy, nhưng mà sau hơn một giờ thì đám cháy được dập tắt. Với mong muốn nhất đó là những cánh rừng ngày một phát triển, rồi ý thức giữ rừng của người dân được nâng cao, một phần tạo ra sinh kế cho người lao động, cho người dân ở trên địa bàn mình được phân công theo dõi. Qua đó thì đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng và được người dân tin yêu. Xác định luôn phải làm tốt nhiệm vụ được giao, những nữ kiểm lâm ở chi cục kiểm lâm Hà Nội luôn nhanh chóng làm quen với chính quyền, người dân khu vực địa bàn được giao, nắm bắt thông tin và tham mưu cho lãnh đạo hạt về công tác bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ bám sát địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên công tác bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn các nữ kiểm lâm đã góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ rừng.